tập cái bài mà bữa trước anh nói, bài của Joe Satriani á. Em có nghe lại rồi, một số cái band anh cần điều chỉnh lại thôi chứ còn không có gì hết trơn. Thế này, nó bên lên trước. Bên lên xong rồi đánh sau. Còn của anh á là anh đánh vậy. Anh sai. Anh đánh coi, anh đánh cái câu đó coi. Đó đó, nó xài. Anh đánh này. Nó đánh vậy nè. Không không. Bên lên. Thả nó xuống, bên lên, thả nó xuống. Đúng rồi. No no no, nè. Ngoài đó là Ray. No. Thả, bend lên rồi thả. Đó, anh nghe nó đến không? Anh nghe nè, nghe nó đến. Anh bên lên xong, xong rồi anh mới đánh. Gần đúng, gần đúng. No. Nè, nghe nghe lại nè. Gần đúng. Thả nhanh lên. Có nghĩa là nó có nghĩa là anh đánh sớm quá. Anh đánh sớm quá. Gần đúng, gần đúng. Gần đúng, gần đúng. Đó nè, đó nè. Đó nè. Đồ ghê quá. Chịu cái đánh nè. Thả nhanh lên, thả nhanh. Thả nhanh, cảm giác tốt lên. Thả nhanh, cảm giác tốt. Thứ nhất là do cái sao. Thứ hai là cái kỹ thuật bend của anh nó chưa tốt. Đúng rồi. Dạ. Anh nghe giữa chừng. Không, anh đánh dưới này chỉ cho nó dễ nè. Cái bên sau rồi anh kia. Anh đánh dưới này cho nó dễ nè. Ok.
mỗi game đúng không ạ? Đúng rồi. đánh này cái thế nó khác của anh quen cái thế của anh. Dạ, cái thế này cái dây nó em nghĩ nó sẽ hay hơn. Đó còn được rồi đó, ngắn người rồi đó. Không phải là vậy. Đầu tiên đâu có chặn dây đâu không? Không có chặn, nhưng mà thả trên xuống, thả nó xuống chứ đừng có cho nó đi lên. À, bend xong mà thả xuống. Ồ. Của anh là anh quýnh vậy nè. À sai. Anh đánh xong rồi mới đánh cái phím. Bend lên rồi mới đánh cái phím. Đúng rồi. Nhưng mà thả nhanh. Đúng rồi. Không phải là té tè tè. Không phải là té tè tè mà té tè. Không, anh thấy nó nhanh không? Chứ không phải là ok. Không, chậm quá. Đó, nó vẫn bị té tè tè. Nó vẫn bị như vậy. Không được. Nó vẫn bị. Mà anh thấy đánh như vậy nè. Gần được. Chưa. À, đúng quá, cái chỗ cái phím đó nó đụng vô cái nó phá cái tiếng nghe đã ha. Dạ. Chưa được. Chưa được. Đó nè, anh nghe nè, anh nghe anh cảm giác cho tốt mình. Đúng rồi. Tốt, cái kỹ thuật này nó nhiều lắm sau này. Nói chuyện chút xíu cho khỏi căng thẳng nha, éo eo hoài giống mấy mèo kêu quá.